Xin chào các bác nhá. Tiếp tục em lại lên cho các bác cái con đèn ông mã là MG55DV. Con này thì hình thức mời các bác nhìn thực tế nhá. Nó hàng rất là đẹp luôn. Rất là đẹp so với hàng bãi các bác nhá, chứ còn bảo nó là 100% đẹp như hàng mới thì nó không có các bác, bởi vì hàng bãi thì thấy nhiều khi con đấu mạng về nó vẫn còn tí lẻ tí, gọi là tí giấm tí mẻ các bác. Không tránh được. Đấy, nhưng mà so với một con mặt bằng chung của hàng bãi Nhật nội địa thì đây là một con hàng quá đẹp luôn. Công suất của con này là 70, các bác có thể ghép bát từ 16, 18, 20 được các bác nhé, thuộc loa dàn. Đây cầu loa đây, quang này có hai cổng. Nhớ cho em là cắm cổng trên này, còn cổng dưới đây là cổng đầu ra. AV đây, nó có cổng đầu ra đây. Đấy, hình thức thì các bác nhìn thực tế nhá. CD, DVD và MD bỏ qua giúp em nhé, tại vì những dòng này về mắt nó hao hụt rồi. Con này có chỉnh 3 tép này, chế độ này là chế độ nhiều trầm hay ít trầm này. On là nhiều, off là ít này. Bass này, tăng giảm quãng 10 lắc này, tép cũng vậy. Đấy, tăng giảm ở quãng 10 lắc rất là rộng, giải rất là rộng. Mình chỉnh nghe sướng lắm. Bây giờ em sẽ lên nhà các bác nghe thử luôn nhé.
Đấy thì tép này, tiếp theo là em sẽ test đường quang này. Quang thì các bác cứ chuyển cho em về cái cổng gọi là OPT. Đấy thì nó là cổng quang. Nói chung quang của bọn này thì tiếng hay lắm các bạn. Hàng nội địa Nhật của nó dùng sướng lắm. Giải mã hát, rồi giải máy nghe nhạc, giải mã hát karaoke, thoải mái, hay lắm. Đấy thì bác làm mà chốt thì alo em nhé. Em xin chào và kết thúc video tại đây các bác nhé. Mọi thông tin thì em để số trên tiêu đề nhé. Các bác cần gì thì alo cho em nhé.